Rất tiếc cho các bạn là trong cái chương trình bây giờ, thứ nhất là học sinh đông quá, thứ hai là khung chương trình thì nhà trường rút gọn lại, nhưng các bạn không có cơ hội đi thực tập ở thực tế ở ngoài các cái khoa được giải ngày. Hồi bỏ tôi đi 4 mà bọn tôi vẫn được đi cái đấy, bây giờ chúng ta không bỏ. Nhưng mà thôi, ngược lại thì mình các bạn trực trực tiếp của các bên lâm sàng thì chúng ta chạy được trường nói ngày. Không có nên là người soạn bài. Các bạn đã học được buổi nào về trường nói ngày chưa? Một buổi về cái gì? Thế thì hôm nay chúng ta nói về cái bài đầu tiên, đấy là các kỹ thuật thăm khám và hình ảnh bình thường của hệ tiết niệu. Cái bài này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, hay còn gọi là phim quang cường quy, chúng ta vẫn hay nói với nhau ạ. Thứ hai là một cái phim nữa rất đặc trưng cho hệ tiết niệu, người ta gọi là chụp UV, chụp niệu đồ tĩnh mạch, hay chụp hệ tiết niệu có chuẩn bị, không phải là không chuẩn bị, bây giờ trở thành có chuẩn bị. Nó có rất nhiều từ trên lâm sàng. Nhưng trên lâm sàng thì chúng ta rất hay quen dùng cái từ UV, các bạn nghe rồi đấy ạ. Đấy, mặc dù nó là từ viết tắt của tiếng Pháp và bây giờ chúng ta thấy chúng ta chủ yếu dùng tiếng Anh, nhưng cái từ này nó quá kinh điển nên là thành ra là người ta cứ nói bằng UV. Thế trong cái UV thì chúng ta có sử dụng một cái thuốc cản quang, và chính vì vậy nên là cái bài này theo cái tính lịch sử là ai cứ dạy cái phần hệ tiết niệu thì dạy hướng dẫn cho các bạn về cái phần hệ thống các cái thuốc cản quang mà chúng ta sử dụng. Và bây giờ các thuốc cản quang thì cái UV để dùng rất ít, nhưng cái thuốc cản quang này bây giờ nó không dùng nhiều trong UV mà nó dùng nhiều nhất là ở đâu các bạn có biết không ạ? Dùng các lớp vi tính. Dùng các lớp vi tính có tiêm thuốc hay không tiêm thuốc chính là tiêm cái này. Nên ngoài ra có một số kỹ thuật nữa thì tôi nói sau. Thế chúng ta sẽ đi về các cái kỹ thuật này và chúng ta sẽ nói về các cái hình ảnh bình thường, các kỹ thuật chụp này và các cái hình ảnh bình thường của nó. Thế còn một phần nữa tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn, đấy là các kỹ thuật khác, là kỹ thuật về siêu âm và các lớp vi tính của hệ tiết niệu, rồi có một số cái hình ảnh, một số cái kỹ thuật can thiệp của chẩn đoán hình ảnh tiết niệu cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn. Các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh cụ thể nó gồm những cái gì? Chúng ta có chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, mình nói là siêu âm quang thường quy, chụp UV, chúng ta có các kỹ thuật thăm dò ngược dòng, và ba cái kỹ thuật này thì người ta đều sử dụng tia X để người ta chụp, và người ta chụp dẫn đến dạng phim, dạng hình chiếu. Tiếp đó là sử dụng các cái phương pháp mà bộc lộ được các lát cắt thì chúng ta sẽ có siêu âm và siêu âm đô len màu. Chúng ta cho nó chụp các lớp vi tính, chúng ta có chụp cụm từ. Đây là những phương pháp đưa cho chúng ta cái thông tin về dạng lát cắt. Còn cái x-quang này nó là hình chiếu, các bạn thấy hình nó chiếu cả hình của cái phổi in lên một cái tờ phim là một mặt phẳng. Còn những phương pháp này là nghĩa là từng mặt cắt một qua một cái tạng, qua một lát cắt của một tạng thì chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn nữa. Còn một cái kỹ thuật nữa thì chúng ta biết qua thôi, đấy là chụp mạch thận, là một cái kỹ thuật nằm trong can thiệp mạch. Bây giờ người ta hay nói là chụp số hóa xoắn nền này, chụp angio, chụp số hóa xoắn nền, viết tắt là cái gì ạ? Tiếng Anh viết tắt là gì ạ? DSA. Các bạn biết về học qua chẩn đoán hình ảnh, biết tất cả những cái khái niệm kỹ thuật đấy. Và trong chẩn đoán hình ảnh thì những kỹ thuật nào bây giờ người ta sử dụng nhiều, đây là tất cả những cái có thể có. Nhưng sử dụng nhiều thì chúng ta thấy người ta đầu tay bây giờ cái gì ở bụng cũng là siêu âm, tiết niệu cũng không thoát khỏi chuyện đấy, đúng không ạ? Sau đó chúng ta có thể kết hợp với phim x-quang cũng không chuẩn bị, có thể kết hợp UV và chụp các lớp vi tính. Còn vài cái phương pháp như là chụp ngược dòng, rồi chụp cộng tư, chụp mạch thận thì nó chỉ áp dụng cho một số những trường hợp ví dụ thôi. Đi vào chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, kỹ thuật thì chúng ta có cái gì? Đầu tiên phải nói về kỹ thuật là người ta yêu cầu chuẩn bị bệnh nhân, đã không chuẩn bị thì chẳng cần chuẩn bị gì hết cả, thì tên nó gọi là thế rồi. Thế thì chúng ta chỉ có một cái lưu ý là chúng ta không cho bệnh nhân dùng các thuốc cản quang trước khi chụp x-quang hệ tiết niệu không chuẩn bị. Các cái thuốc cản quang mà đường tiêu hóa, đấy là các cái kỹ thuật chụp cái gì ở đó mà có thể dùng như này, đúng rồi, dùng barit và chụp trong cái chỉ định người ta đã chụp cái gì ạ? Người ta chụp dạ dày thực quản cản quang, dạ dày cản quang, chụp gì ạ? Lưu thông ruột non và chụp đại tràng có cản quang. Thì những cái kỹ thuật đấy nó sẽ có cái thuốc barit sulfat, còn gọi tắt là barit, thì nó gây ra cái hình ảnh màu trắng ở trên phim, hay còn gọi là hình cản quang ở trên phim. Mà mục đích của cái phim hệ tiết niệu không chuẩn bị trong một mục đích rất quan trọng là để tìm cái gì ạ? Tìm sỏi hệ tiết niệu, ai biết rồi đúng không ạ? Sỏi cũng màu trắng, thuốc cản quang màu trắng thì chúng ta sẽ làm mất cái hình ảnh sỏi. Đấy, chính vì thế nếu mà các bạn có bệnh nhân mà vừa mới chụp dạ dày, vừa mới chụp thực quản, vừa mới chụp thăng tiết ruột non hoặc là khung đại tràng, thì các bạn đừng chỉ định ngay cái chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị,
đợi 1-2 ngày cái thuốc đấy nó đi ra khỏi cơ thể, tùy vào cái tình trạng người ta chụp từ dưới lên trên, mà thuốc đấy nó ra nhanh hay ra chậm thì ra rồi thì chúng ta mới chụp. Tư thế bệnh nhân thì các bạn thấy trên hình người ta vẽ rồi, nằm ngửa tay để xuôi, chúng ta tay xuôi tay lên trên cao nó không quan trọng đâu, miễn là phải nằm im. Về tiêu chuẩn kỹ thuật của phim thì về cái trường chụp thì chúng ta phải lấy được toàn bộ hệ tiết niệu. Thế mà người ta lấy mốc thì người ta thường lấy từ xương khớp mu cho đến hai cái xương sườn cuối cùng, thì đấy là cái khu vực hệ tiết niệu của chúng ta sẽ nằm. Ngày xưa thì người ta có thể bổ sung một số kỹ thuật khác, ví dụ người ta chụp hệ tiết niệu nghiêng, đây là phim thẳng trên sau, phim nghiêng thì bóng nó sẽ chạy ngang như này. Thế tuy nhiên cái này là gần như người ta bỏ, người ta có siêu âm để bổ sung rồi. Thế rồi là chụp các cái hệ tiết niệu ở tư thế thận thẳng, người ta chụp có cái hướng này, cái đó hướng nó chết như này một chút. Đấy, thì tuy nhiên thì bây giờ người ta bỏ hết tất cả những kỹ thuật này, gần như người ta bỏ hết để không làm nữa. Các bạn chỉ cần biết tên nó thôi, không có ý nghĩa trên lâm sàng. Một cái phim hệ tiết niệu không chuẩn bị bình thường tôi thấy là cái gì? Các bạn nhìn đây là một cái phim hệ tiết niệu không chuẩn bị. Tên của nó là hệ tiết niệu, nhưng thực tế hệ tiết niệu các bạn có nhìn thấy gì hay không? Đây cái hệ tiết niệu các bạn chỉ nhìn thấy duy nhất mà cũng không phải là rõ lắm đâu. Tất nhiên là ở trên những projector bao giờ thế nó mờ hơn là trên máy tính. Các bạn sẽ có thể thấy đây là bóng của quả cái gì đây ạ? Bóng quả thận hai bên. Các bạn nhìn thấy một cái viền màu đen nó quay, nó ở phần nó đậm hơn đây. Chắc bạn nào ngồi gần thì thấy nhìn hơn. Bạn nào tắt hộp tôi hết các cái điện gì đó, chúng ta tương đối sáng. Và bạn nào ngồi tắt hộp tôi hết các cái bóng điện, chỉ kéo cả hộp tôi cả cái rèm gần bạn, cái rèm sau lưng. Ôi các rèm khác thì không cần, rèm khác thì nhiều quá. Nó rõ hơn rồi. Móng thận bên trái các bạn nhìn là tương đối rõ, móng thận bên phải nhìn rõ hơn. Thôi thì cái này thì về các bạn sẽ xem, là tôi sẽ đưa bài giải ra qua voice cho các bạn hết tất cả các bài thôi. Thế còn lại thì chúng ta có thể thấy từ thân chạy xuống đến bàng quang là cái gì ạ? Niệu quản thì không bao giờ thấy ở trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị. Cái bàng quang của các bạn, nếu mà bàng quang vơi nước tiểu chúng ta không thấy, nếu đầy nước tiểu thì các bạn có thể thấy cái móng mờ, cái mụn mờ gọi là nó trắng hơn so bình thường một chút, thấy không ạ? Cái bóng mờ của chủ khung, đây chúng ta chỉ thấy hình chiếu cái bóng của bàng quang mà thôi. Tiền liên tuyến thì thường chúng ta sẽ không nhìn thấy, và đôi khi nó có vôi hóa thì các bạn có thể thấy một số những chấm vôi nằm ở đây. Như vậy mang tiếng là phim hệ tiết niệu không chuẩn bị, nhưng chúng ta chỉ thấy mỗi cái gì thôi, đấy là bóng của quả thận, không phải quả thận, chỉ thấy cái bóng của quả thận thôi. Mà các bạn chuẩn đoán cái bóng của nó thì chúng ta được bệnh gì ạ? Rất là khó đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào bóng của một người trong tường, chúng ta chẩn đoán bệnh của người đấy không có khả năng. Cái thận này cũng nghi hệ như thế thôi. Chính vì vậy cái phim hệ tiết niệu nó rất ít có giá trị. Mà tí nữa các bạn thấy giá trị chính của nó là gì. Thế ngoài hệ tiết niệu ra thì các bạn có thể thấy được cái gì? Hệ thống xương. Xương thì chúng ta phải thấy được hai xương sườn cuối cùng. Các xương cột sống gì đấy ạ? Thắt lưng cột sống gì đấy ạ? Cột sống cùng. Và cái cụt nó nằm ở đây, vài cái xương. Chúng ta thấy được khung trọng và thấy được đầu trên của gì ạ? Xương đùi. Đấy là về hệ thống xương. Hệ thống cơ thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái... Mà các bạn có thể thấy hai cái đường màu đen này không ạ? Cái viền màu đen ở phía trong thì nó trắng hơn một chút. Viền màu đen. Tôi tạm gọi nó là trắng đen. Nếu trong chuẩn đoán hình ảnh tôi được tạm quên cái quang đi. Đúng thuật ngữ thì người ta có cái từ là tăng cản quang và kém hay giảm cản quang. Và trong chẩn đoán hình ảnh nói chung, từ x-quang, siêu âm, các lớp vi tính, cộng từ, người ta chỉ có mấy cái từ cho các bạn thôi là gì ạ? Tăng và giảm để mô tả hình ảnh. Đặc điểm của hình ảnh này thì nó tăng và nó giảm. Sau đó người ta gắn với cái đặc tính vật lý của cái phương pháp mà các bạn đang làm. Ví dụ x-quang thì người ta gọi là tăng cản quang, giảm cản quang hoặc kém cản quang. Thế sau đó người ta mới phát triển ra là có thể có là hình mờ hay hình sáng, nó tương ứng với tăng cản quang, kém cản quang. Siêu âm thì người ta có từ gì thì ạ? Tăng âm và giảm âm. Trong đó có một hai cái từ để người ta so sánh, ví dụ là chống âm hoặc là đồng âm, nhưng trên cái nền cơ sở vẫn là tăng âm giảm âm. Các lớp vi tính thì gọi là gì ạ? Tăng gì ạ? Tăng tỷ trọng và giảm tỷ trọng. Cộng hưởng từ thì là gì ạ? Tăng tín hiệu và giảm tín hiệu. Và cái nào gọi là tăng, cái nào gọi là cực kỳ dễ. Trên cái hình ảnh đấy, cứ màu trắng thì các bạn gắn từ trắng tăng vào cho tôi, cứ màu đen thì các bạn gắn từ giảm vào, đấy là đủ.
nó rất dễ về mặt thuật ngữ. Các bạn hình dung được không ạ? Cứ trắng thì là tăng, đen thì là giảm, không gắn cái tên cái phương pháp đấy vào. Thế còn tôi nói thì tôi hay nói nôm na, đối với các bạn nhiều khi thứ nhất là tăng giảm các bạn họ hình dung, thì tôi nói trắng đen nên nó nhanh nhé. Thì chúng ta có một cái viền màu đen ở đây, đây chính là bờ ngoài của cái gì ạ? Của cái cơ đáy trọng hay cái bó thắt lưng của cơ thắt lưng trọng. Đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy cái bờ ngoài của cái cơ này. Ngoài ra một số trường hợp nếu mà người nhỏ chúng ta có thể thấy cái hòm ngoài nó nằm ở hai bên này, còn người lớn ở cái cao quá thì cái phim nó không đạt được hòm ngoài. Chúng ta thấy cái khu vực ở hạ sườn bên phải nó mờ hơn so với các vùng khác, đấy là cái mờ của bóng gam. Chúng ta có thể thấy khu vực hạ sườn trái nó cũng mờ hơn một chút, tức là nó trắng hơn đấy, thì chúng ta thấy đây là cái bóng mờ này. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy hệ thống hơi là các hình ít cảm quan hay là các hình sáng ở trên phim. Thì chúng ta có cái hơi cái số 3 phía trên này, đấy là bóng hơi của dạ dày. Dạ dày thì các bạn lưu ý cho tôi, ở phim hệ tiết niệu không chuẩn bị không bao giờ nó tạo thành một mức nước hơi. Cái dạ dày của chúng ta nó chứa cái gì? Nước là thức ăn cộng với không khí, đúng không ạ? Khi các bạn đứng thì nó tạo thành gì? Thành mức nằm ngang, mức nước hơi. Thế còn khi chúng ta nằm ngang ra thì sao? Nó dàn đều ra, vì vậy nó sẽ không tạo thành mức như ở cái phim đúng nữa. Thế và cũng dựa vào chỉ nhìn vào cái này, người ta sẽ nói được đây là một, nó có hai cái kỹ thuật chụp ở vùng bụng, ở X-quang mà các bạn cũng nên phân biệt về cái tên. Đấy là phim gì ạ? X-quang bụng không chuẩn bị và hệ tiết niệu không chuẩn bị. Nó đều chụp cái bụng của bạn, đúng không ạ? Nó đều sử dụng tia X, nó đều chụp từ đằng trước ra đằng sau. Nó khác nhau cái điểm gì ạ? Đấy, có hai đặc điểm khác nhau, một là tư thế bệnh nhân, một cái là chụp đứng của cái bụng không chuẩn bị và chụp nằm đối với hệ tiết niệu. Em đứng vì sao người lại phải chụp đứng ạ? Bụng chuẩn bị. Người ta tìm theo những cái liềm hơi dễ hoành. Người ta nhìn những cái mức nước mức hơi, liềm hơi dễ hoành trong bệnh gì ạ? Thùng tạng rỗng, mức nước mức hơi thì trong cái gì ạ? Trong tắc ruột, những cái này rất kinh điển rồi. Đấy là thứ nhất là đứng và nằm. Thứ hai, và chúng ta phân biệt, chúng ta nhìn trực tiếp vào cái bóng hơi dạ dày là nhìn rất dễ. Thứ hai là cái trường chủ, bụng không chuẩn bị là bắt buộc các bạn phải nhìn từ vỏ ngoài, nên người ta lấy mốc từ vỏ ngoài đi xuống, xuống tới được khớp mù thì tốt, chẳng đỡ thì thôi. Ngược lại hệ tiết niệu, các bạn không quan tâm vỏ ngoài, các bạn lấy toàn bộ hệ tiết niệu là thận, niệu quản, bàng quang, thì các bạn lại phải lấy từ khớp mù đi lên trên. Đấy là hai cái mặc dù nhìn loáng thoáng có thể hơi giống nhau, các bạn phải phân biệt hai kỹ thuật này. Và khi các bạn ra chỉ định, khi các bạn ngồi trực, các bạn đưa chỉ định cho bác sĩ lâm sàng, à bác sĩ chẩn đoán ngay là bệnh nhân này cần chụp cái gì, đừng lẫn hai phương pháp này. Và cái người ta hay lẫn nhất đấy là người ta tìm sỏi chứ lại ghi là chụp bụng không chuẩn bị, chứ chẳng mấy ai mà để gì ạ, đi tìm đường hơi mà lại ghi là chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, cái đấy không bao giờ ngửa bạn. Nhưng mà thường xuyên bọn tôi đến bây giờ bọn tôi vẫn gặp bác sĩ lâm sàng ghi là để chụp bụng không chuẩn bị tìm sỏi, thì tìm thì sẽ thấy sỏi nhỉ, sỏi thận, sỏi niệu quản đoạn cao cao. Nhưng mà nếu sỏi đoạn thấp thì cái phim thường nó bị cắt lên đây, người ta đang dài, cái phim của chúng ta nó chỉ dài tối đa là có 43 cm, một số người cao to thì nó sẽ kiểu hụt ở dưới này. Như vậy tất cả những sỏi đoạn thấp và niệu quản hay sỏi của màng quang không thấy được, thì không bao giờ được lẫn hai cái phim này với nhau. Bây giờ quay lại giá trị của phim hệ tiết niệu là gì, cái gì? Cái chính là tôi đi đánh giá gì ạ? Tìm sỏi cảm quan của hệ tiết niệu. Vì chúng ta thấy chúng ta chỉ xác định sơ bộ hình thái của hệ tiết niệu, chủ yếu nhìn được cái bóng thận. Bóng thận thì các bạn nói được nó to hay nó nhỏ, nó có nằm đúng chỗ hay không, cùng lắm là thêm cái trục của quả thận nó như thế nào. Bạn nào nhìn tinh nhìn giỏi nữa, nhìn thấy được bờ của quả thận nó có đều hay tự nhiên nó lồi ra một cục hay không, cũng chỉ đến gần cái thông tin thôi, đúng không ạ? Các bạn không biết bên trong nó có cái gì. Đấy, và mục đích chính là sỏi. Thế thì sỏi có phải là cứ phim hệ tiết niệu là nhìn thấy sỏi tiết niệu hay không? Thì các bạn cũng lưu ý cho tôi là phim hệ tiết niệu chỉ nhìn thấy sỏi với hai điều kiện, là một là sỏi phải đủ lớn, người ta thường thấy là những cái sỏi trên 5 mm thì mới thấy được. Tất nhiên cũng có những sỏi 3-4 mm vẫn nhìn thấy được nhưng mà nó ít. Thứ hai là cái tính chất hóa học của viên sỏi đấy. Ở bài sỏi người ta sẽ cho các bạn một bảng các loại bản chất hóa học của sỏi. Và có những sỏi thì cảm quan, còn có những sỏi nó to bằng 2-3 cm nhưng không hề cảm quan mà chúng ta sẽ không nhìn thấy được trên phim X-quang. Như vậy phim hệ tiết niệu không chuẩn bị không phải không thấy hình cảm quan là không có sỏi,
độ nhẹ của nó cũng không phải tuyệt đối. Ngoài ra thì các bạn phát hiện một số những tổn thương phối hợp. Cái này có nghĩa là gì? Ví dụ bệnh nhân này làm sao ạ? Có một cái chấn thương thận chẳng hạn, bóng thận nó to rồi mờ một nửa bụng, hay là gãy vài cái xương sườn vân vân. Có một cái ung thư thận nó di căn, nó làm tiêu vài cái xương sườn, xương cột sống, xương chậu của các bạn. Các bạn có thể nhìn những cái tổn thương kết hợp đấy. Ở đây thì có một cái câu để nhắc lại thôi, là không thấy sỏi không có nghĩa là không có sỏi. Nhớ cho tôi mỗi cái nguyên tắc này. Như vậy các bạn phải bám vào cái gì đầu tiên khi các bạn khám bệnh nhân? Lâm sàng. Lâm sàng mà dấu hiệu có sỏi, cơn đau quặn thận, chụp X quang âm tính thì phải đối chiếu cả siêu âm, đối chiếu cả UV, đối chiếu cả các lớp vi tính nếu cần. Ngoài ra còn một cái nữa là nhìn thấy hình cảm quang trên phim hệ tiết niệu chưa chắc đấy đã là sỏi. Thì vì sao? Vì nó có những cái hình cản quang bất thường nằm ở cái khu vực bụng mà các bạn có thể nhìn thấy được trên phim quang. Thì cái này tôi nói ngoài, các bạn có thể gặp những hình cản quang là vỏ trứng của các cái tổn thương da nang nằm ở trong gan. Người ta hay nói là những nang sán, thường là những cái nang sán chó, những cái dịch tễ chúng ta không có đâu. Chúng ta thì nang sán ở gan là sán gì ạ? Sán lá gan. Sán lá gan thì có mấy loại ạ? Hai là gì ạ? Một và hai. Sán lá gan lơ thì các bé thôi. Tốt rồi, các bạn học thế mà các bạn nhớ thì sinh trùng là rất tốt. Đây thì cái sán này thường nó ở một chu phi mà chúng ta ít có. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy những cái hình cản quang của sỏi túi mật. Tuy nhiên lưu ý là cái sỏi túi mật tỷ lệ nó cản quang nó còn thấp hơn cả sỏi hệ tiết niệu, nên là rất ít khi các bạn nhìn thấy sỏi túi mật ở trên phim X quang, và không bao giờ người ta chỉ định phim X quang để đi tìm sỏi túi mật. Nhớ để loại trừ được rồi. Các bạn có thể nhìn thấy thực sự những cái hình của sỏi. Nếu mà những cái sỏi đặc điểm của nó mà khúc khuôn tạo lại hình ảnh cây của đường bài xuất như thế này mà nó to, người ta gọi là sỏi gì ạ? San hô. Các bạn có thể thấy sỏi của các cái gì ạ? Bể thận. Các bạn có thể thấy hình vôi hóa của các nhu mô thận nó nằm ở trong này. Các bạn có thể thấy hình ảnh sỏi nằm dọc đường đi của niệu quản cả hai bên. Các bạn có thể thấy cái gì? Các bạn có thể thấy hình ảnh vôi hóa thành bằng quang. Tuy nhiên cái này từ đối hiếp, những trường hợp viêm mãn tính của bằng quang này là chúng ta thấy. Các bạn có thể thấy những hình cản quang khác ở vùng tiểu khung. Ở đây người ta liệt kê cho các bạn là sỏi bằng quang. Tí nữa rồi các bạn thấy còn một số những hình cản quang khác. Các bạn có thể thấy những hình vôi hóa của tiền lực tuyến nằm ở đây. Thế thì tất nhiên nang gan dễ, không ai chẩn đoán nhầm với sỏi. Nhưng những cái vôi hóa không có thật, các bạn hoàn toàn có thể lẫn với sỏi. Sỏi túi mật các bạn có thể thấy với sỏi tiết niệu, đúng không? Những cái hình gì ạ? Tí nữa cản quang của tiền lực tuyến là xong nữa, các bạn có thể lẫn với vôi sỏi của bằng quang. Đấy là những cái mà chẩn đoán phân biệt chúng ta cần phải nhìn đến. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy những cái vôi hóa của sụn của các cái đầu sườn, xương sườn. Và cái này không cần chúng có tuổi đâu, chúng ta chỉ cần một người trưởng thành là bắt đầu có những cái vôi hóa sụn sườn. Tuy là cơ địa từ người mà có vôi nhiều ấy thì chúng ta cũng phải phân biệt. Chúng ta có những cái vôi hóa của mạch máu, của động mạch gan, động mạch lách, chúng ta có thể gặp. Chúng ta có thể gặp những cái vôi hóa của tuyến thượng thận sát ngay cái thận. Chúng ta có thể gặp vôi hóa của cái tụy trong trường hợp viêm tụy mãn, chúng ta có sỏi tụy hoặc là vôi hóa của tuyến tụy. Thế tuy nhiên cái vôi hóa tuyến tụy và sỏi tụy thì sau học bài bụng thì các bạn sẽ thấy nó khá dễ phân biệt rồi. Tại vì chậm tổn thương của nó là nhiều lớp vôi hóa nhỏ nó tập trung lại, và cái hình thái của cả cái đám vôi hóa đấy thường nó tạo một hình chữ C úp ngược và nó vắt ngang vào cuộc sống như này, chứ không quả thật nó vắt ngang, nó đúng theo cái vị trí của cái tạng tụy của chúng ta. Các bạn có thể gặp vôi hóa của động mạch chủ, động mạch chậm. Hố trậu phải các bạn có thể gặp vôi hóa của sỏi phân trong ruột thừa hoặc là các cái hạch mạc treo ruột non vôi hóa. Và như vậy các bạn phải lưu ý cái chỗ này phải chẩn đoán phân biệt với sỏi niệu quản này. Niệu quản chúng ta đang đi như thế này, ruột thừa cũng nằm ở đây, mạc treo ruột non nó cũng nằm ở đây, nó cũng có những cái hạch nó có thể vôi hóa. Thế nên chúng ta phải phân biệt. Ở tiểu khung quay lại, chúng ta có thể gặp vôi hóa nằm ở hai bên rìa của tiểu khung, thường là các cái chấm tròn rất nhỏ, 3-5mm, người ta gọi là các cái vôi hóa của tĩnh mạch vùng tiểu khung. Và cái này rất rất hay gặp ở người trưởng thành, gần như là 40-50 tuổi trở lên, mà nữ nữa thì ai chụp cũng có hết. Lưu ý đừng có cứ nhìn thấy màu trắng nằm ở đây để đọc, tại vì vô tình nó lại trùng với đường đi của cái gì đấy, cái niệu quản đoạn thấp của đoạn tiểu khung.
chúng ta có thể gặp những cái vôi hóa của u xơ tử cung già có thể vôi hóa, gặp một số u buồng trứng nó có thể vôi hóa ở trong này. Như vậy các bạn sẽ thấy tôi liệt kê được đấy, mục đích cũng chưa phải bắt các bạn thuộc ngay các cái hình cảnh quan này nó là cái gì, mà trong đầu chúng ta chỉ tư duy hai chiều, thấy hình cảnh quan chưa chắc đã phải là sỏi, và có sỏi chưa chắc đã thấy cảnh quan. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy một số cái ví dụ của sỏi hệ tiết niệu. Bạn thấy sỏi thực quản bên trái không ạ? Trên máy thì rất dễ, còn đấy các bạn có thể thấy đấy. Nó không trắng xóa đâu. Trắng, mức cái độ trắng hay gọi là mức độ cảm quan tăng nhiều hay ít là phụ thuộc vào bản chất hóa học của cái sỏi. Và rất nhiều loại sỏi, sỏi uric, sỏi oxalat, sỏi magie, sỏi phốt phát vân vân. Rất nhiều sỏi đấy, có sỏi cảm quan mạnh, có sỏi gần như không cảm quan. Ở đây thì dễ quá, các bạn có cái gì đấy ạ? Cái sỏi san hô và thận bên trái. Thế cái phải trái của chuẩn đoán hình ảnh biết rồi đúng không ạ? Tất cả các phim chuẩn đoán hình ảnh là như chúng ta đang đối diện với bệnh nhân. Cứ bên phải của phim thì là bên trái của bệnh nhân. Kể cả trên siêu âm, kể cả trên X quang, kể cả trên cắt lớp, cứ nhìn thẳng vào đấy, thấy bên phải gọi là trái, bên trái gọi là phải. Ở đây thì người ta cho các bạn vài cái dấu chấm, tất nhiên nó hơi mờ một chút. Thì những cái này người ta không chú thích, nhưng nếu chú thích các bạn có thể phân biệt, bắt buộc phải phân biệt hai cái. Nó có thể là sỏi hệ tiết niệu, sỏi niệu quản đoạn thấp, cũng có thể là những vôi hóa tĩnh mạch. Và nếu chúng ta không có lâm sàng gần như chúng ta không có khả năng chẩn đoán đâu. Nếu nó là nốt trắng tròn nhỏ, một hình tròn. Nhưng ngược lại, nếu mà nó lại là cái hình như thế này mà nó nằm xuống tiểu khung, nó lại nằm dọc xuống, không có vôi hóa tĩnh mạch nào cả, mà đấy lại là gì ạ? Sỏi niệu quản. Thế các bạn phải dựa vào vị trí, dựa vào đặc điểm hình ảnh và thêm nữa là cái chiều của cái trục dài của nó. Nếu cũng cái hình này tiểu khung nó lại nằm xoay ngang thì không có hiệu quả nào cả, nhưng lại nằm theo hướng dọc như này thì đấy là không hiệu quả. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy vị trí bóng thận hai bên, thấy không ạ? Có rất nhiều các cái hình cảm quan tăng cảm quan nằm giải rác, nhưng có một cái đặc điểm là các bạn thấy là nó tạo thành cái hình hơi gợn một chút, cái hình vòng cung, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta nói nếu nó là sỏi của đài để thận thì nó sẽ nằm lỗ độ, nằm lúc tung mọi vị trí. Tại sao nó lại tạo thành hình vòng cung như thế? Dọc theo cái hình vòng cung của bờ quả thận, bờ ngoài quả thận như này, nó nằm hình vòng cung như này. Nó lại cả hai bên tương đối đều trong cân xứng. Thì chúng ta phải nói giả thiết của chúng ta. Thế thì cái này ở đây người ta đã có cái cho tên các bạn, tất nhiên bằng tiếng Anh. Người ta nói tên này là tên của cái tác giả tìm ra nó, các chiêrexi. Thế còn Việt Nam hóa thì chúng ta sẽ dịch từ cái từ này ra này, từ này người ta gọi là bệnh sốt thận, sốt tủy thận. Thế thì bản chất của nó là các cái hình vôi hóa vị trí của cái gì trong thận, ở trong trường hợp này không phải là sỏi mà là vôi hóa, thì nó nằm ở phần nhu mô thận. Thì cái nhu mô thận, cái phần nào nó lại nằm, nó tạo thành vòng cung như này, phân bố giải rác này, các cái gì ạ, các cái tháp màn Peggy, đúng không? Chính các cái tháp màn Peggy nó bị vôi hóa lại. Ở đây chúng ta có cái hình ảnh minh họa của cái sỏi bàng quang cộng với rất nhiều những nốt vôi hóa tiền tuyến. Và như vậy các bạn có thể thấy chẩn đoán phân biệt đâu là vôi hóa tiền tuyến, đâu là sỏi bàng quang. Cái này thì tất nhiên nếu theo kinh nghiệm thì nó khá dễ, sỏi bàng quang thường là tròn, còn nếu bị bầu dục bờ nó rất nhẵn đều. Còn cái ông vôi hóa tiền tuyến nó là vôi hóa của nhu mô nên là cái bờ nó cứ nhăn nhở không đều. Vâng. Nào ở đây chúng ta thấy cái gì ạ? Vâng. Vòng thứ hai. Anh đập vào mắt nhất là cái này, đúng không ạ? Theo các bạn, bản chất của nó sẽ là gì? Ngoài kim loại, tại vì nó còn cảm quan hơn cả gì ạ? Xương, đúng không ạ? Nên nó sẽ là kim loại. Thế thôi, tạm kim loại nó là cái gì thì theo các bạn suy luận, đúng không ạ? Vòng thứ hai. Rồi, dụng cụ tránh thai. Đã trong y thì các bạn cũng phải lưu ý về mặt ngữ nhé. Thì chúng ta có cái gọi là ngôn ngữ nói hàng ngày và ngôn ngữ y tế, phải phân biệt hai cái đấy, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta không thể bảo bệnh nhân là gì ạ, y yểm, mà phải y là gì ạ, đại tiện, đúng không ạ? Tất nhiên là đôi lúc cũng hơi lẫn lộn một tí đấy, nhưng mà chúng ta phải dùng đúng từ về y tế. Thì trong y tế cái này gọi là dụng cụ tránh thai hoặc là dụng cụ buồng tử cung.
Thế chứ người ta không dùng là phòng tránh thai, phòng tránh thai chúng ta. Nhưng mà ngược lại khi nói chuyện bà con nông dân mà các bạn đã nói dụng cụ tránh thai, dụng cụ buồng tử cung là người ta tin rồi, đúng không ạ? Dụng cụ tránh thai hay là người ta còn có cái chữ tránh thai người ta còn hiểu. Nên thì tùy từng tình huống chúng ta ngôn từ nó chuẩn. Đấy là cái loại từ cũ rồi, là phòng đa na ngày xưa ấy. Đấy thì nó mới có cái hình này. Thế nhưng cái phim này chúng ta đang học hệ tiết niệu chuẩn bị, tôi đưa cái này lên làm gì? Bạn có thấy cái gì không ạ? Một cái hình cảm quan khác kém cận hơn nhưng tương đối rõ nằm ở tiểu khung bên trái và trùng đúng với hướng của cái gì ạ? Hiệu quả. Đây là một cái sỏi thực quản, các bạn thấy đúng cái viên sỏi đúng vậy, nó tụt xuống từ dưới đây và nó nằm ở phần thấp của thực quản. Thế thì trong chẩn đoán hình ảnh, cái này thì nếu mà bác sĩ lâm sàng nó không cần yêu cầu kỹ năng này, nhưng mà trong chẩn đoán hình ảnh bao giờ thấy rừng thì phải thấy cả cây, và đừng bao giờ chúng ta tập trung vào cái mà chúng ta tìm thấy, chúng ta phải nhìn một cách có hệ thống, sau đó chúng ta nhớ trong đầu có những vị trí tổn thương nào thì chúng ta mới đi vào chi tiết từng cái. Thế còn nhiều người đọc phim là gì ạ? Thấy cái gì rõ là cứ đọc, nên là quên hết các cái bên cạnh. Nên chúng ta phải có cái nhìn tổng thể. Tôi vui một tí về cái phim hệ tiết niệu không chuẩn bị. Như vậy nó khá dễ, khá đơn giản. Các bạn nhớ cho tôi, cái phim đấy thì chụp nằm, đúng không? Mục đích là nhìn cái vùng hệ tiết niệu. Mục đích của nó là gì ạ? Nhìn bóng và thận cộng với các hình cản quan. Nhớ thêm nữa là sỏi có thể cản quan và cản quan chưa chắc đã là sỏi. Muốn nhớ lần cái thông tin là các bạn đã thành công lắm rồi. Đấy, bây giờ đến tiếp theo là phim UV, và từ bây giờ trở đi tôi nói nhanh là từ UV, tôi nói về cái từ dài dài chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, niệu đồ tĩnh mạch, vân vân, dùng nhiều từ lắm. Thế thì kỹ thuật này ngày xưa, cái câu này là gọi là câu trích từ kinh điển, là ngày xưa nó là một phương pháp rất quan trọng trong chẩn đoán hệ tiết niệu. Các bạn cứ tưởng tượng là có mỗi gì ạ, UV và X quang thì ông này phải cao cấp vật lý quan rất nhiều lần. Thế thôi. Thế thì chúng ta sẽ thấy vì sao? Vì nguyên lý của nó, đầu tiên chúng ta nói về nguyên lý. Nguyên lý là người ta bơm một cái thuốc cản quang vào trong mạch máu và trong đường tĩnh mạch của chúng ta. Sau đó cái thuốc đấy đến quả thận, ngấm vào quả thận, lọc qua quả thận, đào thải vào đường ngoài xuất, chảy xuống niệu quản, chảy xuống màng quang và chảy ra ngoài. Đấy, hôm nay là như thế. Thì cái thuốc nó là cản quang, nó màu trắng, đi đến đâu thì tôi nhìn thấy đến đấy. Nên mục đích của nó là tôi sẽ đánh giá được thêm nhiều thông tin hơn khi X quang không chuẩn bị về hình thái của cái hệ tiết niệu của các bạn, đúng không ạ? Quả thận ngấm thuốc thì bóng của quả thận sẽ rõ hơn. Lúc ấy tôi không nhìn thấy đài tĩnh mạch, tôi không nhìn thấy niệu quản, bàng quang tôi nhìn thấy một cái cục mờ. Bây giờ nó có thuốc màu trắng thì tôi thấy hiện hình cái gì của cái hệ thống đấy ạ? Cái lòng của đường bài xuất nó sẽ hiện hình lên, tôi thêm thông tin. Và qua cái quá trình đào thải thuốc đấy thì ngoài thông tin về hình thái thì nó còn đưa cho tôi cái thông tin gì của quả thận ạ? Chức năng của quả thận, nó thải thuốc cũng là nó thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể chúng ta. Nên chúng ta vừa đánh giá được cả chức năng, cả hình thái, cái niệm. Thế thì cái thuốc nó đến quả thận rất nhanh, khoảng 30-15-30 giây sau nó tới thận. Và nó đào thải sau 24 giờ nó đào thải gần như hết, nhưng nó không gây độc hại cho cơ thể. Với điều kiện bệnh nhân này có chức năng thận bình thường. Các cái chỉ định các bạn nhìn một loạt đây, ngày xưa thì chỉ định rất nhiều. Tóm lại là bệnh gì của hệ tiết niệu có mỗi quang với quang thường với cả UV, thì tóm lại là cái quang thường không được thì phải chuyển sang UV. Người ta chẩn đoán từ các bất thường bẩm sinh, rồi chấn thương, rồi ít tắc, rồi u cục, rồi nhiễm khuẩn, các bệnh lý màng quang, các bệnh lý đường tiết niệu thấp. Thế tuy nhiên bây giờ nó được thay đổi rất nhiều bằng các lớp vi tính. Và các bạn chỉ nhớ cho tôi cái quan trọng nhất, đấy là cái công năng hay cái tính chất hay là cái ưu điểm của cái phim UV là nó đưa cho chúng ta cái thông tin về lòng của đường bài xuất và chức năng của hệ tiết niệu. Nhớ cho tôi thì khi nào tôi cần thông tin về cái lòng của đường bài xuất thì tôi hãy để ý nó. Như vậy bây giờ tôi chỉ hỏi một câu rất đơn giản thôi, là tôi có u của nhu mô và u của đường bài xuất, kỹ thuật nào tôi sẽ u nào thì tôi sẽ chỉ định là UV, u đường bài xuất, không bao giờ tôi chỉ định u của nhu mô nữa, đúng không ạ? Nên các bạn thấy là cái chức năng của nó sẽ rất là giảm, còn chức năng của cái phim này nó giảm đi rất nhiều rồi. Cái chống chỉ định trong UV là cái mà các bạn rất lại phải nhớ, và có thể nói là nhớ suốt đời cũng được. Học này như đi xung hơi. Chưa có thể nó nằm thế này.
Thầy ơi, thầy xin mời. Bây giờ nói về cái chống chỉ định của UV, các bạn bảo bây giờ chụp phần ít thì học chống chỉ định không có giá trị gì. Bây giờ mới quay lại, cái chống chỉ định của UV bản chất là chống chỉ định của cái gì? Chống chỉ định của cái thuốc mà tôi tiêm vào mạch máu cho bệnh nhân. Cái thuốc đấy bây giờ người ta dùng nhiều hay không? Chỉ như đầu bài tôi đã nói các bạn, rất nhiều. Người ta sử dụng trong cắt lớp vi tính, người ta sử dụng trong chụp mạch, cái DSA, chụp mạch số hóa xoắn nền. Thì đây là những cái kỹ thuật mà nhất là cái cắt lớp vi tính là cái rất phổ thông, bây giờ các bạn đi ở các bệnh viện lớn người ta đều nói rồi. Trừ đừng nói đến đấy là cái chụp cộng hưởng từ, thì cái thuốc đối quan từ trên cộng từ thì bản chất hóa học nó lại khác hẳn cái thuốc này. Còn ngược lại trên cắt lớp vi tính và trên chụp mạch thì nó trùng đúng với cái thuốc chúng ta chụp quy về. Nên học cái phần chống chỉ định này chính là cái chống chỉ định của cắt lớp vi tính. Và rõ ràng là các bạn biết là hàng ngày chúng ta đi chụp đúng không ạ? Chúng ta thấy ra chỉ định rất nhiều, chúng ta buộc phải biết cái chống chỉ định của nó. Thế thì chống chỉ định đầu tiên, đấy là bệnh nhân có tiền sử dị ứng các cái thuốc cản quang. Này rõ rồi tôi dị ứng cái gì tôi không được tiêm cái đấy. Cái thứ hai là bệnh nhân có tiền sử hay có cơ địa dị ứng, gồm các bệnh lý dị ứng khác hoặc là bệnh lý cảnh của hang thì tôi cũng có chống chỉ định. Chống chỉ định tiếp theo là bệnh nhân suy thận và các nguyên nhân gây vô hiệu khác. Vì cái thuốc này nó bài xuất chủ yếu là qua đường hệ tiết niệu. Bây giờ chúng ta vô hiệu thì thuốc nó sẽ loanh quanh lẩn quẩn ở trong máu của chúng ta và nó sẽ tích tụ ở các cái màng đáy của các cái cầu thận của các bạn. Và nếu nó tích nhiều ở đấy thì nó làm sao ạ? Nó lại làm hủy hoại tiếp nốt, còn cái cầu thận nào tồn tại thì nó hủy hoại nốt. Và cái gì ạ? Chức năng thận của bệnh nhân nặng rất nhiều. Nên là đáng là suy thận độ 2 các bạn tiêm một liều, không đáng phải tiêm thuốc mà các bạn tiêm vào thì có khi lên đến suy thận độ 4 mà về sau không phục hồi được. Các cái bệnh cảnh mất nước và mất cân bằng kiểm toan, thì cái mất nước này thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta mất nước nhưng mà mức độ nặng nhé, còn hơi thì cũng không có ý nghĩa gì đâu. Thì cái lượng thì mất nước của chúng ta nó có hai cái triệu chứng. Một là chúng ta gây trụy mạch, đấy là thể hiện mất nước ở trong lòng mạch. Còn một cái triệu chứng nữa là bắt đầu lơ mơ, rối loạn chuyển hóa, đấy là mất nước ở đâu ạ? Ở khoang gian bào. Thì cái thuốc cản quang này bản chất của nó là cái thuốc rất ưu trương. Khi mà bơm vào mạch máu thì nó sẽ hút tiếp nước của gian bào vào trong lòng mạch. Và như vậy nó sẽ làm nặng tình trạng mất nước ở gian bào của các bạn, nó gây ra rối loạn chuyển hóa của tế bào còn nhiều hơn nữa. Nó không gây cho định trạng trị mạch cho các bạn, nhưng nó lại gây ra cho các bạn những rối loạn chuyển hóa. Mất cân bằng kiểm toan thì cái thuốc này, cái pH của nó cũng không đáng thương như ở máu. Nhưng mà tuy nhiên thì cái này thì người ta vẫn không để ý lắm, tại vì nó chỉ thay đổi ít thôi. Suy gan thì cũng tương tự, cũng phải ở mức độ nặng thì chúng ta mới chống chỉ định. Thuốc này một phần nó cũng đi qua gan và nó cũng có thể gây ra hủy hoại tế bào gan. Suy tim cũng phải ở mức độ nặng chúng ta mới chống chỉ định. Vì sao? Thì các bạn đã đi xem người ta chụp các lớp vi tính có tiêm thuốc bao giờ chưa? Thì cứ thấy người ta tiêm nhiều hay ít ạ, thuốc này nhiều nhanh hay chậm ạ? Rất nhanh chứ không phải là nhanh. Và đơn giản là này này, các bạn thấy là người ta phải bơm bằng bơm máy trong các khoảng chụp các lớp vi tính, đúng không ạ? Bơm máy người ta đặt cái tốc độ, có ai bao giờ để ý chưa? Nếu mà chụp mạch vành chẳng hạn, người ta còn tức là gọi là chụp mà cần bơm thuốc gần như là nhanh nhất nhìn. Mà ven của bệnh nhân mà tốt, lý tưởng người ta phải đặt là 5ml trên 1 giây. Có nghĩa là một cái xi lanh 50 là cái xi lanh mà bạn thường chẳng bao giờ mang được tiêm đâu, mà các bạn thường cho bệnh nhân ăn ấy, đúng không? Hoặc là hút áp xe em xin một cái xi lanh 50 to đùng. Các bạn tiêm trong vòng 10 giây, các bạn đến từ 1 đến 10, các bạn tiêm hết một cái xi lanh 50, các bạn thấy tốc độ nó rất rất nhanh. Thế thì cái nhanh đấy kết hợp với cái thuốc này đã ai sờ vào chưa? Nó chưa rồi dây ra tay các bạn đúng không ạ? Sờ vào lúc khô nó còn dính nhất là những chuối, có nghĩa là cái độ nhớt nó cao. Như vậy các bạn sẽ làm tăng gánh quả tim rất nhiều, các bạn cung lượng tim các bạn cung lượng máu các bạn cho tăng ồ ạt, cộng với dịch nó thì lại dính nhất. Quả tim của bạn suy tim thì đang bóp này, lờ này, bây giờ thêm vào nữa thì nào nó có thể gây suy tim cấp, gây ra phù phổi cấp. Nên những cái trường hợp suy tim như tôi nhắc lại là nặng nhé, thì chúng ta mới nói chống chỉ định. Cái đau u tủy xương, myelom hay là gì ạ? Cale, nghe đến chưa? Chưa. Bệnh xương bào, chưa. Các bạn đi cơ xương khớp thì nhỉ? Rồi thì phải biết cơ xương khớp bạch mai, cale đầy.
Thế thì cái bệnh này là gì? Nó là các cái bệnh của cái dòng tương bào, nó là ung thư dòng tương bào. Thì nó sẽ tiết ra một loại gamma globulin và có thể kết tủa với cái thuốc này. Thế như vậy là chúng ta sẽ phải chống chỉ định của mình. Nếu chúng ta tiêm vào thì không khác gì chúng ta truyền nhầm nhóm máu, kết tủa đông máu của mạch. Bệnh nhân cường giáp thì chúng ta cũng còn chống chỉ định vì lý do rất là thôi là cái thuốc này nó chứa iốt. Mặc dù là iốt hữu cơ nhưng một phần nhỏ iốt nó vẫn giải phóng ra thành vô cơ và nó có thể gây ra các cái cơn ngộ độc đa cấp nếu bệnh nhân vẫn đang cường giáp mà không khống chế. Cùng của tôi được mát thôi, xin lỗi các bạn. Ta bảo là các cái bệnh lý mãn khác thì tất nhiên là đã ai có bệnh lý mãn tính, cái này là một cái câu lưu ý thôi. Lưu ý là khi có bệnh mãn tính thì hay có suy thận, hay suy gan, suy tim vân vân, các bạn phải lưu ý là nó có kết hợp hay không. Còn cái chống chỉ định cuối cùng thì nó lại không phải là chống chỉ định của thuốc cản quang mà là chống chỉ định của tiện ích. Cái này các bạn nhớ nói thoáng thôi là bệnh nhân nữ có thai thì không bao giờ không nên thôi, là chủ quan. Tuy nhiên nhà chúng ta hay sợ cái này quá, cảnh báo tốt quá mà sợ, mà cái cần sợ thì không cần sợ, mà cái không cần sợ thì lại sợ. Rất nhiều phụ nữ có thai thì sợ thì vô tình trùng lý qua phổi thì không biết có thai xong rồi bắt đầu lo lắng. Thì các bạn phải biết là cái xác suất để mà các bạn dị tật thai do các bạn trùng lý qua với một người không trùng qua nó chẳng thay đổi để dị tật thai. Thế và để vì sao tôi nói thế? Người ta thống kê người ta thấy là ví dụ các bạn đi một chuyến máy bay và đi ở đi châu Âu chẳng hạn, bay được khoảng 12 tiếng thì cái lượng tiện ích các bạn nhiễm vào người nó gấp 4 lần bạn chụp một cái khí phổi. Thế mà có bà nào không có thai, có thai mà không đi máy bay mà đi ở bầm, chưa nói đến cái chuyện mà các bạn đi qua cửa an ninh nó lại chiếu cho các bạn một lần nữa, tôi chưa nói đến cái đấy, chỉ nói đến cái máy bay. Nên chúng ta lại sợ quá và rất nhiều bệnh nhân bây giờ cứ kiện cáo đi không nghỉ mấy cái này. Thì bọn tôi cũng phải tiếp nhưng mà thường giải thích thì chả cuối cùng cũng hoàn cả làng vì nó không gây ra tăng nguy cơ. Nhưng ngược lại ở Việt Nam cái cần sợ thì lại không sợ, bạn biết đấy là điều ạ. Chụp cắt lớp vi tính không siêu âm thì không sợ lắm, chụp cắt lớp vi tính hơi một tí thôi là gì ạ, là đi chụp cắt lớp vi tính, nhất là mấy cái trò ngã vớ vẩn ấy, trẻ con ngã ở nhà hơi biêu biêu cái đầu lên cái đi chụp cắt lớp vi tính ngay. Tất nhiên những cái trẻ dưới 5 tuổi người ta khuyến cáo là nên chụp, tại vì lúc đấy là nó không phối hợp để khám được. Nhưng những cái trường hợp chấn thương sọ não ở Tây nó không chụp rộng như ở Việt Nam mình đâu, mà phải thì phải theo dõi, phải có chụp. Tôi bảo là thuốc A, các bác chuyển sang thuốc B. Tôi chỉ tương đương với một ông ăn con tôm mà bị dương cũng vào này chụp cùng với tôi. Đấy. Như vậy chống chỉ định trong trường hợp này chuyển sang A B nó chỉ là tương đối, là tôi cẩn thận hơn, tôi không cấm là tuyệt đối. Nhưng ngược lại chống chỉ định tuyệt đối là gì ạ? Thuốc A mà hôm nay cũng chỉ có thuốc A để tiêm thì cái đấy lại là chống chỉ định tuyệt đối. Các cái tiền sử dị ứng và hen hoàn toàn là tương đối. Suy thận ngày xưa người ta nói suy thận độ 3 là tuyệt đối nhưng mà bây giờ cũng tương đối. Vì sao ạ? Tiêm xong tôi đi chạy thận chết ai đâu, tôi lọc hết thuốc ra xong chuyện. Nhưng với điều kiện là tôi phải có điều kiện để chạy thận, tôi đang chạy thận và phải chạy thận ngay chứ lại để 2-3 hôm rồi mà chạy thì nó cũng vô giá trị. Thế còn tất nhiên là những cái mà tôi nói đây các bạn ấy, khi người ta cắn mức độ vẫn nặng và rất nặng có nghĩa nó là tương đối thôi. Bây giờ quay vào cái kỹ thuật kép slide vừa rồi, cái slide thì tôi đi chậm một chút, các bạn nên nhớ thì nó sẽ đi theo các bạn suốt đời. Đã làm bác sĩ đa khoa, kiểu gì các bạn cũng phải liên quan đến cái ông chỉ định chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc. Kiểu gì các bạn phải biết là bệnh nhân này có chụp được hay không chụp được, có ông chẩn đoán hình ảnh, ông từ chối bệnh nhân của các bạn có hợp lý hay không hợp lý, bắt buộc các bạn phải biết. Bây giờ đến chuẩn bị bệnh nhân trong UV thì cũng tương tự như hệ tiết niệu thôi, không có gì đặc biệt. Chỉ có mấy cái lưu ý, thứ nhất bệnh nhân phải đi tiểu, cái bàng quang nó rộng thì khi cái thuốc nó chui xuống bàng quang, cái nồng độ thuốc nó đậm thì hình ảnh nó rõ. Tiếp đến là chúng ta ở đây thì tôi muốn tự nhiên sau này mất cái dòng là bệnh nhân nên nhịn ăn trước khi tiêm. Thế thì ngày xưa người ta yêu cầu bắt buộc bệnh nhân phải nhịn ăn 6 tiếng trước khi tiêm các loại thuốc cản quang. Bây giờ thì người ta chỉ khuyến cáo nên nhịn ăn thôi. Vì là cái thuốc cản quang bây giờ nó đã thay đổi, ngày xưa thuốc không tốt hay bị chướng hay bị sốc, còn bây giờ thuốc nó tốt cái tỷ lệ nó thấp nên người ta nhận thấy là nó cũng không ảnh hưởng lắm. Để thực ra nó chỉ sợ là cái chuyện nó dị ứng rồi nó nôn, nó trào ngược, nó sặc vào phổi, nhưng cái tỷ lệ nó thấp thì người ta thấy rằng là cũng không cần thiết chống chỉ định tuyệt đối như thế nào. Trước khi chụp UV bao giờ cũng phải chụp một cái phim quang thường quy.
Vì sao? Đúng rồi, để so sánh. Vì sao phải so sánh ạ? Các bạn thấy là thuốc nó cản quang, nó màu trắng, đúng không ạ? Viên sỏi của các bạn cũng màu trắng. Như vậy nếu viên sỏi cản quang, các bạn chụp X quang thường, các bạn có thấy không ạ? Thấy. Thấy. Nhưng chụp UV thì các bạn sẽ bị mất, vì thuốc nó sẽ lẫn vào trong cái viên sỏi đấy và chúng ta không nhìn thấy được. Nên là đáng ra bạn nhìn thấy rất dễ, thì nếu mà các bạn hăm hở, các bạn đi chụp, các bạn tiêm vào được, bạn chụp thì bạn sẽ bị mất dấu hiệu. Tiếp đến thì các bạn phải đặt một cái đường tĩnh mạch để các bạn tiêm. Trong cái tiêm này thì nó có một cái lưu ý, thứ nhất là về nồng độ thôi, cái này các bạn không cần quan tâm được, chẳng ai để hỏi viên đa khoa nồng độ tiêm thuốc là bao nhiêu. Thế nhưng mà thường thì người ta lấy, đây là theo đơn vị Mina iốt thôi, còn về các hãng dược thì người ta cũng chế cái loại nó tương đối tiện dụng, cho nó cũng cỡ lần này miligam iốt trên 1 ml, tóm lại là quanh quẩn 1 đến 1.5 ml trên một cân. Rất dễ nhớ, cái 3 cân là ml. Chụp tốc độ nhanh và lưu kim. Tôi xin lỗi, tất cả các cái chữ ư của tôi nó mất, nó phải phục chữ rồi. Chắc là tôi sẽ phải dùng lại cái máy, cái dòng này nó lỗ thủng. Thế thì tốc độ nhanh thì như vừa mới nói với các bạn rồi, là nếu các bạn bơm máy, nếu với chụp UV các bạn thường bơm cũng phải độ tầm 2 đến 2.5 ml trên một giây. Thế còn nếu các bạn bơm tay thì thuốc này nó rất nhớt, nên là thường là bơm nhanh tối đa có thể. Chẳng ông nào bơm nhanh được hơn nữa đâu. Thế mà bơm ấy, thì cái bơm như UV, rồi các bạn thấy người ta không bơm theo cái chúng ta hay tiêm thuốc cho bệnh nhân thông thường, là cầm một tay nó ngồi này mà được. Một tay cầm xi lanh, một tay ấn vào cái đất của xi lanh như thế này, và ấn xong nó cái lõm thật tròn ở tay này. Thì là thành công. Và thường nam giới hay tiêm mấy cái món này, nữ chẳng ai yêu cầu. Nó phải tiêm rất nhanh. Chạch ven thì này là biến chứng. Chạch ven cái thuốc này nếu mà nó chảy ra nhiều vì cái độ đẳng trương của nó cao, nó là đường kim trương mà nó ra ngoài, nó sẽ gây ra chết tế bào các bạn. Nó có thể gây ra để sau các cái ổ hoại tử, các ổ áp xe. Tất nhiên là phải cái lượng lớn thôi. Tiêm nhanh là cái này, nếu các bạn tiêm chậm cái thuốc nó gì là gì là nó đi ra ngoài hết. Thế thì cái nồng độ thuốc ở trong máu cũng như nồng độ thuốc về sau vào cái hệ tiết niệu của bạn thấp, nó thấp đều, đúng không ạ? Và nó thấp đều thì sao? Cái mờ các bạn chẳng nhìn thấy gì hết. Mục đích là tôi phải cần một lượng oa đi vào để tôi nhìn thấy cái động học của bên trên cắt lớp, và người ta xem mạch máu, người ta xem cái chất ngấm thuốc của cái u nó không tí thuốc nó ngấm ngấm, các bạn chẳng nhìn thấy gì, ngấm rất nhiều. Thế này không hiểu gì em? Dạ. Tiêm nhanh không hiểu gì đến một cái nữa là các bạn lưu ý là lưu ý thì người ta cái này là rồi một quy trình mới rồi, là người ta yêu cầu các bạn là phải dùng kim luồn hoặc kim bướm để lưu kim cho bệnh nhân sau khi tiêm khoảng 15 phút. Người ta thấy rằng các cái sốc phản vệ hay xảy ra trong vòng 15 phút đầu. Nếu mà có cái lưu kim sẵn mà có sốc thì các bạn còn có đặt được truyền nó dễ. Thế nếu không lúc ấy lấy lại ven thì rất khó lấy. Sau đó tiêm xong rồi thì chúng ta chụp một cái phim đầu tiên là phim trì nhu mô ở cái phút thứ nhất. Sau đó thì ở phút thứ 3 trở đi thì chúng ta chụp các cái phim đường bài xuất. Có nghĩa là phim trì nhu mô là thuốc nó ngấm vào nhu mô quả thận. Còn từ phút thứ 3 trở đi là thuốc bắt đầu đào thải vào đài và bể thận. Và nó sẽ hiện hình lòng của đài bể thận, rồi cứ theo thời gian nó đi xuống. Thế nên là ở đoạn thấp. Thế thì thông thường nếu mà bệnh nhân hoàn toàn là khỏe mạnh, không có bít tắc gì, thì thuốc khoảng 10 phút là nó đã xuống đến bàng quang rồi. Các bạn nhìn được toàn bộ hình ảnh cây của cái đường mạch xuất của các bạn. Thế tuy nhiên, chúng ta chỉ định lại hay gặp trong trường hợp là bệnh nhân bị bít tắc. Mà đã bít tắc thì thuốc xuống rất chậm, nên người ta sẽ chụp muộn. Và cái thời điểm chụp muộn thì nó tùy vào cái mức độ suy của cái quả thận đấy, cái mức độ bài xuất kém của cái bạn quả thận đấy. Và có những trường hợp người ta phải chụp muộn sau 24 giờ. Nên cái chụp UV là cái rất khổ. Ai mà bị phân làm UV khổ lắm, không biết là cái ông này chức năng thận ông như thế nào, đúng không? Và ngày hôm nay cũng biết là mấy ông chức năng như thế. Nên có khi gì ạ, làm hôm nay nhưng mà mai vẫn phải đọc một cái phim nữa, mai thì đến chụp cái phim cuối cùng. Và người ta cứ giảm thời gian ra. Thì thông thường người ta dựa vào cái siêu âm, người ta đánh giá mức độ giảm, xong người ta tiên lượng thời gian chụp. Chứ không ai người ta cứ 15 phút mang ra chụp một lần thì cũng chết, đúng không ạ? Thế ví dụ người ta chụp cái phim đầu tiên là khoảng độ phút thứ 10 đến 15. Sau đó người ta dựa vào cái hình thái đấy, người ta hẹn bệnh nhân nửa tiếng hoặc thậm chí một tiếng, hoặc là tôi thấy giãn to quá tôi chỉ được hẹn 2-3 tiếng tôi mới chụp lại. 2-3 tiếng chụp chưa thấy gì tôi hẹn 6 tiếng chưa thấy gì tôi 9 tiếng chưa thấy gì tôi chụp 12 tiếng.
các cái khoảng cách. Và cái này thì theo kinh nghiệm của kỹ thuật viên nói để các bạn hiểu là các bạn thấy là cái quy trình chụp UV đôi khi nó rất kéo dài và đôi khi thì nó rất ngắn, nó tùy vào bệnh nhân. Các cái phim chụp thêm của UV các bạn bây giờ người ta giải gần như tất cả các cái kỹ thuật chụp cắt lớp thường, check chụp nghiêng vân vân người ta bỏ. Thế thì lưu ý chỉ có hai cái người ta vẫn còn phải chỉ định, một là chụp S. S là cái gì? Người ta đặt một cái quả bóng nhựa ở đây, người ta làm cái thắt lưng nhựa, người ta thắt vào, người ta ép cái niệu quản vào đây để cho vô tình tạo ra cái hình trạng bít tắc nhân tạo và cái thuốc nó xuống chậm. Thuốc xuống chậm thì nó sẽ giữ ở niệu quản lâu và nó sẽ hiện hình rõ cái niệu quản ra, nó không bị thải ra thì thuốc nó sẽ đậm. Đấy là cái thứ nhất. Cái này thì hay chỉ định trong các trường hợp tắc mạng tính, ví dụ như bệnh nhân bị lao hay tiết niệu thì u được bài xuất. Một cái kỹ thuật nữa có thể kết hợp làm đấy là người ta chụp gọi là hệ niệu, người ta chụp niệu đạo xuôi dòng. Thì chụp niệu đạo xuôi dòng nghĩa là gì? Chúng ta có thuốc nó chui xuống bàng quang, đúng không ạ? Bây giờ tôi cho bệnh nhân đi tiểu và tôi chụp trong cái quá trình đi tiểu đấy, tất nhiên là đi tiểu tại bàn thôi, thì chúng ta sẽ hiện hình được lòng cái niệu đạo của bệnh nhân. Đấy nghĩa là gọi là kỹ thuật chụp niệu đạo xuôi dòng. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích hình ảnh bình thường cái phim UV, tôi có thể thấy cái gì. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái phim UV thực tế ở cái thì nhu mô khi quả thận nó ngấm thuốc vào. Bây giờ bóng quả thận rõ mà rõ hơn rất nhiều lần. Và với cái hình ảnh bóng quả thận tôi phân tích được cái gì? Số lượng quả thận, vị trí quả thận, kích thước quả thận, hình dáng và đường bờ quả thận, trục của quả thận, sự cái trục dài của quả thận nó như thế nào, tôi phân tích được gần cái thông tin. Thế và đôi khi thì tôi còn đánh giá được cái mức độ mắc thuốc đồng nhất hay không đồng nhất của nhu mô. Nhưng cái này thì hơi khó. Ví dụ ở đây thì hoàn toàn bình thường, ở đây chỉ được lẫn một cái bóng hơi của ruột vàng và chúng ta nhìn trong những hình khuyết. Thế thì như vậy chúng ta sẽ cung cấp thông tin ở trong trường hợp này là số lượng, vị trí, kích thước, hình dạng của trục của quả thận, đường gờ của quả thận. Đấy là thông tin tôi thu được sớm. Đến thủy mọn, thuốc từ nhu mô đổ vào đài để thận và sẽ hiện hình lên cây đường bài xuất của các bạn. Và tôi sẽ nhìn được hình ảnh của các cái này để gọi là các cái gì ạ? Các cái đài thận. Nhìn được cái gì ạ? Bể thận, nhìn được niệu quản. Tí nữa cái phim toàn thể thì các bạn sẽ thấy nó rộng hơn. Bây giờ quay lại phân tích từng cái đài thận một, thì các bạn thấy là cái đài thận nó có cái tháp thận nó ấn vào tạo thành cái lõm khuyết như thế này. Thế thì tùy vào góc của chùm tia X quang với tương quan trục của cái đài về thận mà ta có ba loại hình dạng đài về thận, đài thận khác nhau và tất cả đều là bình thường nhé. Nếu các bạn có trục của tia X nó đâm vuông góc với trục của cái đài thận thì nó sẽ tạo thành cái hình đầu tiên, đúng chưa? Người ta gọi là hình trăng khuyết, nó sẽ tạo hiện tượng là giống hình trăng khuyết. Đây cái hình ảnh là như thế này. Nếu cái trục của tia X nó chạy song song với trục của đài về thận thì nó tạo thành hình gì ạ? Hình tròn, rất dễ hình dung luôn. Đây các bạn thấy cái hình tròn như này. Thế còn một trường hợp cuối cùng nó chạy hơi chếch thì các bạn sẽ thu được cái hình người ta gọi là hình chén, hình cốc rượu. Thế thì cái hình nó sẽ hình ảnh nó tự tự này, nó có một bờ nó vẫn lồi lên, nó vẫn có một bờ lõm mà chúng ta vẫn nhìn được vị trí như thế. Thế thì cả ba cái tình huống này đều là bình thường. Thế vì sao người ta phải phân tích ba cái tình huống này? Thì các bạn biết là một trong những cái thông tin tôi muốn thu được trên cái phim UV đấy là xem nó có tắc hay không tắc. Muốn nhìn nó tắc hay không tắc thì nó phải giãn ra. Thế thì muốn nhìn giãn thì các bạn nhìn vào đâu trong ba cái loại đài này để các bạn nói nó giãn. Nhìn vào đài nào thì tôi biết nó sẽ giãn. Tôi phải nhìn vào cái đầu tiên tròn, bạn biết tròn to hay tròn nhỏ hả? Không biết được. Đúng không ạ? Cái cốc, cốc đầy, cốc phơi các bạn không biết được không ạ? Các bạn phải nhìn vào cái hình này, nó lõm vào. Và cái góc này nó là góc gì ạ? Nó nhỏ. Bao giờ nó giãn thì nó sẽ đẩy lồi cái đáy này, lồi dần, đầy dần ra. Và gì ạ? Cái góc nhỏ này nó tạo thành góc tù. Hoặc về sau cả cái đài thận nó lại đẩy lồi tròn ra ngoài. Thì đấy là cái hình ảnh giãn đài thận. Thì tôi phải nhìn vào những cái đài có đặc điểm đài thận khuyết. Cách phân bố các cái đài kinh điển nó tạo thành cái kinh điển là cái số 2 là các cái đài nhỏ đổ vào đài lớn, ba nhóm đài lớn đổ vào bể thận. Thế tuy nhiên nó có các cái kiểu khác, ví dụ như nhiều các cái đài nhỏ đổ trực tiếp vào một cái bể thận, người ta gọi là bể thận hình bóng.
Một số trường hợp thì gì ạ? Một nửa là đổ gián tiếp vào các đài to rồi vào bể thận, một số thì đổ trực tiếp vào các cái bể. Và tất cả các cái này là bình thường, các bạn nhìn để bạn nhận dạng, hình dạng cho nó quen thì thôi. Bây giờ nói về các cái bể thận thì người ta thấy rằng bể thận thì hình dạng nó không có gì đặc biệt lắm, nhưng vị trí của bể thận thì nó có 3 vị trí. Ở đây tôi quay lại một chút. Cái quả thận của chúng ta, khu vực từ đây này đến đây người ta gọi là khu vực gì ạ? Nhu mô. Khu vực trong này người ta gọi là cái gì ạ? Không phải, tôi khoanh cả một cái vùng cơ mà. Đấy, cả một cái vùng gọi là vùng gì ạ? Xoang thận, đúng không ạ? Các bạn phải biết cái từ đấy rồi. Trong cái xoang thận thì mới bắt đầu có đài bể thận, có mạch máu, động mạch, tĩnh mạch và có gì nữa? Mô đệm trong cái này là cái gì có kia? Sinh viên có vẻ người nội trợ chưa là những cái gọi là thận, thận của lợn nó gọi là cặp, đúng không ạ? Là cái gì? Nó mua mỡ để nó đệm vào. Thế thì cả khu vực này gọi là xoang thận. Các bạn để ý, nếu kẻ một cái đường ở đây thì xoang thận nó nằm ranh giới đến đây gọi là hết xoang thận, đúng không ạ? Thì cái bể thận có thể nằm, nếu mà trong trường hợp này gọi là bể thận nằm gì ạ? Trong xoang thận. Thế còn trường hợp mà bể thận nó lồi hẳn ra ngoài này, người ta gọi là bể thận ngoài xoang, lấp lửng thì người ta gọi là bể thận trung gian. Vì sao phải phân biệt hai ba cái tình trạng này? Người ta thấy khi bể thận ngoài xoang thì hay kết hợp với các đài thận đổ thẳng trực tiếp, và khi đó thì cái bể thận nó tròn, nó to, nó lồi hơn. Nhìn vào những tình huống đấy, đừng có đọc là cái bể thận nó giãn, mà muốn đọc giãn thì phải quay lại nhìn cái này. Cái này mà giãn thì cái đài phải giãn. Nếu đài không giãn, cái này tròn to, nhìn thêm một dấu hiệu đó, nó nằm ở ngoài bờ thận, là bể thận ngoài xoang, thì đấy là bình thường, biến đổi giải phẫu bình thường, không phải bệnh. Đây hai hình dạng bể thận trong xoang và bể thận ngoài xoang, các bạn thấy nó tròn, nó lồi hẳn ra. Bây giờ tiếp đến là cái gì ạ? Cái hiệu quả, đây là một cái phim gọi là đẹp nhất của UV, một cái phim toàn thể trên hình được các đài bể thận, hiệu quả và bàng quang. Thế thì hiệu quả, độ dài không quan trọng, người ta chia ra làm 3 đoạn. Đoạn này người ta gọi là đoạn ba trên hay còn gọi là đoạn thắt lưng. Đoạn này người ta gọi là đoạn chậu và đoạn, xin lỗi, đúng rồi, đoạn này gọi là đoạn chậu và đoạn dưới này gọi là đoạn tiểu khung. Thế thì ba cái đoạn đấy nó có đặc điểm gì? Cái đoạn tiểu khung của các bạn thì bao giờ có xương cong lồi ra ngoài như này, nó chạy theo thành tiểu khung. Còn ngược lại cái đoạn mà ở thắt lưng hoặc là đôi khi người ta dùng là từ đoạn bụng hoặc là thắt lưng, nó chạy thì nó hơi cong lồi nhẹ vào trong chút. Đấy, thì đấy là những cái đường cong sinh lý của điều quản. Tiếp đó thì các bạn nhìn cái điều quản này, các bạn thấy có một cái đặc điểm gì ạ? Tôi có thấy hết được điều quản không ạ? Không. Không thấy hết được điều quản thì vì sao có cái hiện tượng này? Bắt chéo. Chỗ này là vào động mạch bắt chéo, chỗ này bắt chéo cái gì? Chẳng bắt chéo cái gì nhé? Cái thành của niệu quản nó là cái gì ạ? Các bạn, thành của niệu quản nó là niêm mạc, cái gì có niêm mạc không? Ngoài niêm mạc nó là gì? Nó như ruột của các bạn ấy, nó có cơ, không phải cơ tròn. Cơ thì có hai loại là gì ạ? Vân và trơn, thì cái này là vân hay trơn ạ? Cơ trơn, đúng không? Thế thì cái cơ trơn này mục đích của nó là gì ạ? Nó co bóp tự động nó tạo thành các cái sóng lưu động để nó làm gì? Tống nước tiểu. Các bạn nằm nước tiểu nó vẫn trôi ra ngoài, không phải cứ đứng thì nó có nước tiểu, nằm thì có một nước tiểu. Thế thì khi nào cái cơ nó bóp lại rõ ràng thì tôi sẽ không nhìn thấy thành, sẽ không nhìn thấy lòng của niệu quản nữa, thì nó thít lại. Cái đoạn nào mà nó đang giãn ra để nó nhận nước tiểu đưa về để nó tống thì nó sẽ nhìn thấy rõ. Nên niệu quản bình thường không bao giờ nhìn thấy liên tục trên một phim chụp. Nhìn thấy lên trên một phim chụp nghĩa là gì ạ? Là bị tắc, là giãn, là bị tắc rồi. Thế ngoài là cái chuyện lưu động ra thì bản thân niệu quản nó cũng có ba vị trí hẹp sinh lý. Đấy người ta gọi là vị trí, người ta gọi là eo hay là eo trên, là chính là vị trí nối bể thận với niệu quản. Do cái cấu tạo cơ học của nó mà nó thiết ở đây. Thứ hai là đoạn bắt chéo với động mạch chậm. Và đoạn thứ ba là một cái đoạn nhỏ, người ta gọi là đoạn nằm trong thành bàng quang.
từ cái đoạn nó đâm xuyên qua thành bằng quai thì cái cơ bằng quai nó thắt lại, nó chống nhào ngược nhưng nó cũng lại làm cho hiệu quả nó bị hẹp. Đây là một vài những ngành hiệu quả sẽ bất thường nhưng không phải là bệnh lý của hiệu quả, các bạn có thể thấy hai cái đầu tiên vẫn là hai cái bình thường. Có thể gặp cái hiệu quả nó chạy hơi thẳng một chút. Thế còn nếu mà những cái khối u sau phúc mạc nó có thể đẩy hiệu quả ra, hay tình trạng viêm hoặc sơ hóa hoặc ung thư thâm nhĩ sau phúc mạc nó có thể kéo hiệu quả lại gần với nhau. Cái này các bạn biết qua thôi, không quan trọng lắm đâu. Bây giờ đến cái bàng quang thì chúng ta thấy là bàng quang là một cấu trúc cơ rỗng đúng không ạ? Chứa nước tiểu và cái thuốc nó đổ vào nó cũng hiện hình bóng hoặc lòng của cái bàng quang lên cho chúng ta. Thì hình ảnh của bàng quang nó khá đơn giản, nó tùy thuộc vào mức độ đầy hay vơi của nước tiểu. Nếu đầy thì thường nó tròn, bờ nhẵn đều. Còn nó vơi thì bờ nó nham nhở không đều. Và khi vơi thì tôi thấy được hai cái ngấn khuyết sáng này, hai cái hình màu đen gọi là hai cái khuyết sáng chạy như thế này. Thì đấy là hai cái gì ạ? Không, hai cái đường này nhé. Tôi nói hai cái đường. Các bạn thấy hai cái đường màu đen này không ạ? So với cái màu trắng hai bên màu đen hơn, chính là cái đoạn niệu quản nó nằm ở trong thành của bàng quang. Như cái thành bàng quang nó như này, niệu quản nó không đâm cùng góc này, nó chạy chéo này, nên nó có một cái đoạn nằm trong thành. Vì nó nằm trong thành nên nó sẽ có hiện tượng gì ạ? Nó đẩy lồi cái niêm mạc vào trong, đẩy lồi niêm mạc vào trong thì nó sẽ không có thuốc ở cái chỗ đấy và nó sẽ tạo thành huyết sản. Còn cái khái niệm tam giác của bàng quang nghĩa là gì? Là điểm tận của hai cái đường sáng này, đấy chính là lỗ đổ vào của hai niệu quản và lỗ đổ ra của niệu đạo. Cái vùng này người ta gọi là tam giác cổ bàng quang. Thì cái vùng này về mặt giải phẫu thì nó cũng quan trọng, là vì nó liên quan đến cái chức năng bí tiểu của bệnh nhân, rồi những cái tổn thương u cục mà nó xâm phạm vào đây thì nó rất khó can thiệp, người ta phải cắt toàn bộ bàng quang. Mặc dù có thể u nhỏ nhưng đã xâm phạm vào đây thì phải cắt toàn bộ bàng quang. Còn cái niệu đạo thì thực ra tốt nhất thì chúng ta sẽ thấy nó có khi chụp ngược dòng, nhưng mà chúng ta cũng có thể chụp xuôi dòng khi bạn còn căng nước tiểu, chúng ta cho bệnh nhân đi tiểu và tự chụp. Tôi thấy được niệu đạo của nữ thì khá đơn giản, nó có đoạn cơ và đoạn sơ, nó rất ngắn thôi và nó không thường, nó không có bệnh lý gì ở nữ giới, thường chỉ là khi mà đẻ hoặc là mổ nó tắt cái chỗ này ra thì nó giòn, chứ còn ít khi là gần như không bao giờ nó hẹp hết cả. Cái niệu đạo ở nam giới thì phức tạp hơn, nó chia thành các đoạn, là niệu đạo tiền liệt tuyến, ngăn là đoạn ranh giới, người ta gọi là niệu đạo màng, niệu đạo hành và niệu đạo xốp. Thế thì niệu đạo nam giới thì nó có thể tắc hẹp ở nhiều vị trí, nó có thể rách, thì người ta cũng có thể chỉ định bằng cái phương pháp này. Chúng ta học thêm một chút nữa nhé. Nghỉ tại lao, tại vì nghỉ tại lao mà quay vào thì nó lại hơi dài. Thôi thêm một tí nữa thôi, 15 phút nữa. Thì đứng tôi còn chưa mỏi, các bạn ngồi mỏi gì? Luôn một nào hả? Ý các bạn đấy, tốt rồi. Được đấy. Bây giờ chúng ta nhân tiện nói về cái UV, tôi nói tôi sẽ đi sâu hơn một chút về thuốc cản quang. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải hiểu bản chất của thất bản quang đường tĩnh mạch nó là gì. Cái bản chất nó là một hợp chất hữu cơ có iốt. Vì sao người ta sử dụng iốt? Là iốt bản chất hóa học của nó là gì ạ? Có khối lượng nguyên tử nó cao. Thì khối lượng nguyên tử nó cao, khối lượng phân tử của các phân tử này nó cao. Với nồng độ cao cộng với khối lượng phân tử cao thì tỷ trọng nó cũng cao. Tỷ trọng cao thì nó càng cái lít và nó sẽ thành một chặng ở trên sinh căn lớp, tăng tỷ trọng tự nhiên ở trên căn lớp vi tính, và nó sẽ hiện hình các cấu trúc chứa nó. Đó là bản chất hóa học của nó thôi. Lõi hay thành phần hóa học thực sự của nó thì gồm cái gì? Nó gồm các cái vòng benzen, đấy hơi mờ một chút ánh sáng, các cái vòng benzen nó gắn với các vị trí chứa iốt, và thường mỗi vòng benzen nó chứa 3 nguyên tử iốt. Ba vị trí thế khác nó gọi là các cái nhóm thế khác, hữu cơ khác. Thế thì nếu cái thuốc cản quang mà chỉ có một vòng benzen này trong một phân tử, người ta gọi là thuốc đơn phân tử. Đấy là cái điều thứ nhất. Thứ hai là thuốc cản quang nếu tan vào trong nước nó phân ly ra thành các ion khác nhau thì người ta gọi là loại ion hóa. Còn thuốc cản quang không tan vào trong nước mà không phân ly thành
ion thì người ta gọi là không ion hóa. Như vậy để mà chia ra nhóm thuốc lớn thì người ta có 4 nhóm thuốc. Một là đơn phân tử ion hóa, đơn phân tử không ion hóa, trùng hợp hoặc đa phân tử ion hóa và trùng hợp không ion hóa. Nó chia thành 4 nhóm như thế thôi. Đây là sơ đồ cấu tạo của 4 nhóm. Đây là trùng hợp và có ion hóa, đơn phân tử không ion hóa và trùng hợp không ion hóa. Thế thì các cái dòng thuốc này nó có ưu nhược điểm gì? Người ta nhận thấy là càng những thuốc trùng hợp, càng những thuốc không ion hóa thì càng tốt. Tốt nó thể hiện ở mấy cái đặc điểm. Đặc điểm đầu tiên của thuốc là tính an toàn, đúng không? Tính an toàn thì nó phải không gây ra phản ứng, ra dị ứng cho người sử dụng. Thế thì bây giờ vì sao khi mà giữa hai nhóm thuốc là ion hay không ion thì cái nào hay bị dị ứng hơn theo các bạn? Vì sao? Vì sao? Vì sao nó dễ xảy ra phản ứng thuốc hơn so với thuốc không ion? Không phải, chẳng liên quan đến cơ chế đâu, không phải. Đúng đấy. Khi các bạn tiêm một thuốc vào cơ thể các bạn, nguy cơ dị ứng của nó, tôi lấy ví dụ, nó chỉ là 1/1000 thôi, đúng không ạ? Bây giờ bạn tiêm một cái thuốc vào, tôi sẽ tách làm hai cái ion, hai ion đấy trong máu của chúng ta có nhiều ion không ạ? Có vô vàn các ion khác, nó sẽ tổ hợp ngẫu nhiên và nó sẽ tạo ra vô vàn các cái chất khác. Như vậy tiêm một chất tách làm đôi xong lại tổ hợp ngẫu nhiên, có khi nó ra hàng nghìn chất và nguy cơ dị ứng của nó sẽ cao lên rất nhiều lần. Nên cứ những cái gì mà gì ạ, có ion hóa thì tiêm vào người bao giờ cũng dễ xảy ra phản ứng hơn. Nhưng lưu ý đây phải là ion hóa nhưng mà các cái gốc đấy là gốc hữu cơ nhé. Chứ đừng nói là thế thì ăn muối vào tại sao nó dị ứng, muối là ion nát đi kali à clo đúng không ạ? Thì chúng ta không bao giờ dị ứng với đơn chất cả, các bạn yên tâm, hoặc là không bao giờ dị ứng với các cái chất vô cơ, là không bao giờ dị ứng, tại nó chưa đủ kích thước để nó kích thích cái quá trình kháng nguyên kháng thể. Cái thứ hai là cái thuốc cản quang như tôi vừa nói với các bạn, nồng độ nó cao, mục đích của nồng độ cao là để đưa cái số lượng iốt vào cơ thể chúng ta đủ lớn thì nó mới hiện hình lên được, nó mới đủ nồng độ. Cái nồng độ cao thì nó sinh ra một cái là độ thẩm thấu của cái thuốc đấy làm sao nó cũng cao. Thế bạn làm thí nghiệm về hồi nhà trong bộ môn sinh lý đúng không nhỉ? Cái thí nghiệm là thả hồng cầu vào trong dung dịch ưu trương, thẩm thấu cao là dung dịch ưu trương thì có hiện tượng gì ạ? Nó teo nhỏ lại và nếu mà nồng độ nó cao nó phải chết. Mà vậy nhược trương thì nó dễ vỡ hơn và nó dễ chết hơn đấy, nhưng mà ưu trương nó cũng teo và nó cũng có thể chết, đúng không? Thế thì tương tự ở đây cũng thế thôi, tôi tiêm thuốc mà người chúng ta sẽ tiêm một cái dung dịch để ưu trương số lượng khá lớn vào thì nó có thể gây ra hủy hoại các tế bào máu, rồi nó gây ra hút nước vào lòng mạch, nó gây ra giãn mạch đột ngột, như vậy nó xảy ra một loạt các cái triệu chứng không phải là dị ứng mà người ta gọi là kích ứng của thuốc đối với cơ thể chúng ta. Nó thay đổi nội mô của chúng ta, nó gây ra kích ứng, nó gây ra các bạn ho, buồn nôn, khó chịu, nóng ở trong lòng mạch và nóng bừng trong người như là chúng ta tiêm canxi. Thế như vậy mục đích của tôi là phải giảm nồng độ thuốc xuống, đúng không? Nhưng lại phải để tăng được số lượng nguyên tử iốt lên thì tôi phải làm nào? Phải trùng hợp. Như vậy thuốc trùng hợp thì sẽ tốt hơn thuốc không trùng hợp. Thế như vậy quay lại là thuốc ion thì làm không ion thì làm giảm nguy cơ dị ứng. Thuốc trùng hợp thì làm gì ạ? Giảm độ thẩm thấu gần về được với máu và đỡ gây ra kích ứng. Mục tiêu cuối cùng thì tôi cố gắng tôi dùng cái loại thuốc này. Nhưng cái gì thế thôi gì ạ? Tốt thì liền với gì ạ? Liền với đắt. Đắt, ngoài đắt ra thì nhiều khi có tiền chẳng mua được, thì ít người dùng quá thì đã chẳng nhập về các bạn. Nên là chúng ta phải cân đối thôi. Thường thì trên thị trường bây giờ đang hai cái dòng hay nhiều nhất. Đấy là dòng này trùng hợp ion hóa và đơn phân tử không ion hóa là hay dùng nhiều nhất. Cái dòng đầu tiên này giờ người ta bỏ hẳn rồi này. Cái dòng này giờ người ta bỏ hẳn hoàn toàn. Thế bây giờ mình quay trở lại, đấy là cấu tạo hóa học của thuốc. Các thuốc cản quang cũng như bất cứ một chất lạ nào chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta, nó đều có tác dụng không mong muốn của thuốc cản quang.
Các tác dụng không mong muốn thì nó thể hiện ở ba lĩnh vực. Thứ nhất là các phản ứng thần kinh tâm lý. Đây là vấn đề gọi là tâm lý tâm thần ấy, chứ không phải là thần kinh đâu, kiểu gây ra liệt người, yếu người đâu, mà hoàn toàn là vấn đề tâm lý. Thì bệnh nhân có thể lo lắng, căng thẳng. Thứ hai là gây ra tác động gì? Đấy là nhiễm độc. Nó là một chất lạ vào người, nó có thể ra suy gan, suy thận, rối loạn điện giải, rối loạn mất nước, kết hợp với các cái protein có trong cơ thể chúng ta gây ra ta đông máu, nội mạch đại tác, có thể gây ra cường giáp cấp. Đúng không? Và tác dụng cuối cùng là phản ứng dị ứng, trong nặng nhất của phản ứng dị ứng là sốc phản vệ. Và tất cả các cái thuốc chúng ta dùng đều có thể có cả ba cái tác dụng này. Thế quay lại, cái tác dụng đầu tiên là tác dụng thần kinh tâm lý, hay nói tóm lại luôn là tác dụng tâm lý. Các bạn nghe thì thấy có vẻ mơ hồ đúng không ạ? Em uống thuốc hàng ngày, em tương thuốc hàng ngày là gì có tác dụng tâm lý gì đâu, em không thay đổi gì về tâm lý của em, sinh hoạt bình thường. Thế thì đúng là các cái thuốc thông thường của bạn gần như ít ai đề cập đến vấn đề tâm lý. Nhưng riêng đối với cái thuốc cản quang thì nó cái vấn đề tâm lý nó lại hay xảy ra tương đối nặng nề một chút so với thuốc khác nhé. Là vì sao? Vì như tôi nói các bạn, các thuốc mà chúng ta tiêm vào kể cả là trùng hợp không lưu hóa thì nó vẫn cao, vẫn hơi ưu trương hơn một chút so với máu, nó vẫn gây ra những sự kích ứng. Nên khi tiêm vào người bao giờ người ta cũng cảm thấy nóng, ít nhiều cảm thấy nóng trong người. Thuốc đi đến đâu với số lượng lớn thì các bạn cảm nhận được thuốc nó chạy ra chạy trong người như thế nào. Tiếp đến thì hoàn cảnh chúng ta tiêm thuốc là gì? Để mà được tiêm cái thuốc này thì vào đón tiếp người ta phải làm công tác giải thích và viết cam đoan. Nghe nó đã kinh chưa? Tiêm thuốc từ trước nay có bao giờ phải viết cam đoan đâu, bây giờ tự nhiên đẻ là cam đoan. Cam đoan thì với bệnh nhân người ta đơn giản lắm, thuốc này có tác dụng phụ là gì? À thì cũng có dị ứng, rồi sốc phản vệ, còn hậu quả nặng nhất là gì? Là gì ạ? Là chết đúng không ạ? Đầu tiên là tôi có cảm giác rất sợ. Từ xưa nay không bao giờ tôi đi tiêm mãi rồi, bây giờ nó không như thế. Bây giờ lại phức tạp hóa vấn đề là tôi thấy nó có nguy cơ rất cao. Khi tôi vào cái phòng máy thì các bạn đã vào phòng chụp cắt lớp chưa? Làm sao ạ? Nó rất lạnh. Nằm trên cái máy chụp cắt lớp nó quay o đi thì như đi tàu vũ trụ vậy đúng không ạ? Nó đưa ra đưa vào. Chụp thì phải bác sĩ mà tiêm thuốc xong thì làm sao? Chạy rất nhanh ra ngoài, chạy dần ra ngoài đóng cửa sổng quá. Thế là một mình các bạn nằm ở cái phòng lạnh toát, đúng không? Máy đưa lên xong rồi gì ạ? Chạy o, xong thuốc bắt đầu nó đi vào người, các bạn thấy nó nóng, thấy nó dần trong người, có sợ không ạ? Bây giờ thì bắt đầu sợ, đúng không ạ? Thế và vì cái sợ đấy nên rất dễ người ta gì là kích thích về mặt tâm lý. Nhẹ thì người ta ngừng lại, người ta bảo là bác ơi em nóng quá, đúng không ạ? Nhẹ khó chịu hơn chút, người ta không ngắn, người ta ho. Đấy là những cái mà gọi là rất nhẹ. Còn có ông sợ quá thì ông trồm ra, ông nhảy cả xuống bàn. Thế còn ông nữa sợ quá thì gì ạ? Có thể la hét, có thể hoảng hốt, có thể dãy đùa. Thế thì những cái nhẹ nhất là gì? Là thay đổi tư thế, là ho, là trồm như vậy. Là các bạn mất một lần chụp. Chụp thì phải nằm ít. Mà thời điểm chụp thì chỉ có mấy giây bệnh nhân đứng dậy là mất. Thế là mất lại phải làm lại từ đầu. Mà làm lại không phải là làm ngay lúc đấy, phải đợi thuốc nó hào rồi lại ra thì tôi chụp lại. Thế thì còn lại thì có những trường hợp, tất nhiên là ở Việt Nam mình thì được cái là cái tác dụng tâm lý nó không quá nặng, thường người ta chỉ nói thôi. Chỉ ít ông nào bệnh nhân Việt Nam thì sợ, thường mọi người dọa là gì ạ? Chụp lại là mất tiền, tiết tiền hơn. Thế là ít ông nào la hét dãy dụa lắm. Thì chứ còn Tây là có, Tây là sẵn sàng nó nhảy ra nó la, nó hét, nó các thứ. Thế thì để mà khắc phục cái tình trạng này thì thường chúng ta chỉ công tác thì giải thích là quan trọng nhất. Chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân. Để tí như nó có cái tỷ lệ thì các bạn dựa vào đấy để bạn giải thích. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải giải thích những cái tác dụng chắc chắn xảy ra cho bệnh nhân, để người ta biết là nó sẽ xảy đến là bình thường. Ví dụ nóng, ví dụ như hơi khó chịu, hơi buồn nôn một chút là cái ai cũng xảy ra. Thì người ta sẽ thấy rất thoải mái là mình cũng giống mọi người, không chết ai cả đâu. Bây giờ chúng ta sẽ sang tỷ lệ tác dụng không muốn. Thì chúng ta sẽ thấy là ở đây thì các bạn lưu ý cho tôi là cái phản ứng nhẹ là nóng một nỗi ho này, tôi vừa đấy thì tôi nói là 100% đều có, đúng không ạ? Nhưng ở đây tôi lại đưa con số 5%, là vì sao? Đây là cái cảm giác mà cảm thấy cho bệnh nhân cảm thấy thực sự khó chịu, khó chịu đựng cái chuyện đấy. Chứ còn bạn cảm thấy hơi nóng nhẹ trong người mà không ảnh hưởng đến cơ thể của bạn, chưa gây ra lo lắng cho các bạn, tôi không liệt kê vào đây. Thì nó như vậy, cái tỷ lệ chủ yếu là cũng chẳng có việc gì xảy ra, đúng không ạ? Một phần lớn nếu có xảy ra thì xảy ra mức độ cảm giác và chưa phải là dị ứng. Còn phản ứng nặng xảy ra ở niêm mạc, tức là những cái mức độ dị ứng mẩn, phù nề, tăng kết đờm rãi cũng chiếm
trong số nặng thì đây chiếm chủ yếu là 1,5%, nhưng cái này cũng chưa chết ai. Còn những cái xảy ra ở mức độ thì chết người, liên quan đến chết người thì tim mạch phổi thần kinh chứ không phải là tâm thần trong trường hợp này nhé, thì tỷ lệ của nó rất rất thấp. Và người ta chốt lại bao giờ chúng ta quan tâm đến cái tỷ lệ chết, đúng không ạ? Thế nhưng cũng lưu ý trước khi nói đến tỷ lệ chết này thì phải lưu ý tỷ lệ này không phải là tỷ lệ sốc phản vệ. Đây là sốc phản vệ không cứu được thì người ta chết. Chúng ta sốc phản vệ có trường hợp cứu được, đúng không ạ? 10 ca may là bị chết 1 ca. Thế tỷ lệ sốc phản vệ thì nó sẽ cao hơn đấy, không phải như thế này. Nhưng để mà bệnh nhân chết thực sự thì tỷ lệ này là thấp hay cao ạ? Dần thấp, thấp đến cỡ như thế nào ạ? 1/100.000 ạ? 1/100.000. Cái tỷ lệ này thấp, vì sao các bạn bảo thấp? 100.000 người mà một người chết mà bảo thấp. Giờ tiêm toàn bộ thành phố Hà Nội thì chết khoảng bao nhiêu? Giờ cái sao 10 triệu dân Hà Nội đi, người chết khoảng bao nhiêu người? Chết khoảng 100 người, nhiều nhé. Tự nhiên Hà Nội giờ chết 100 hàng, nhiều, rất nhiều. Thế tại sao lại bảo là ít? Thì các bạn phải có cái gì để mà so sánh cái tương đối. Thế thì chúng ta có ở Việt Nam mình có một cái tỷ lệ mà các bạn rất dễ so sánh là y tế, các bạn nên biết tí. Đấy là tỷ lệ chết trong tai nạn giao thông và nhiều hay ít ạ? Nhiều đến thế nào ạ? Một năm bao nhiêu người chết ạ? Một ngày bao nhiêu người chết? Đúng rồi, 30-35 người thì đấy. Đấy là nói thật, đấy là con số thống kê mà ở Việt Nam thống kê là khi nào thiếu kiện cáo có thắc mắc từ xã đến tự ông say rượu ông đâm vào tường, không có ai báo công an, thống kê con số này. Rồi cứ cho là như thế thì một năm nó quanh nó sẽ là 10.000, đang phấn đấu xuống được 8-9.000 gì đấy, đúng không ạ? Cái tỷ lệ đấy nếu mà các bạn nào chịu khó đọc báo, cá một cuộc chiến Iraq mười năm của Mỹ nó chết thì nó đâu có 5.000 lính, không bằng một nửa năm Việt Nam chết thì tai nạn giao thông, bắt thua gì đâu mình thì. Và may là thế, dân số không bây giờ sát lên khoảng mấy trăm triệu mà. Thế thì bây giờ mình quy lại là tỷ lệ chết, khoảng nguy cơ chết của dân Việt Nam đi ra ngoài đường trong một năm là sẽ là bao nhiêu ạ? 10.000 chia cho 100 triệu đi cho nó sốc xây là bao nhiêu? 10.000 nhân 10.000 là ra đúng 100 triệu. Như vậy tỷ lệ chết của người Việt Nam ra đường một năm là 1/10.000. Rất cao, không phải cao. Và nó còn cao gấp 10 lần cái chuyện tiêm thuốc cản quang mà bệnh nhân chết. Như vậy còn sợ gì đâu mà tiêm thoải mái, không phải sợ gì cả. Nó giải thích với bệnh nhân là gì ạ? Nguy cơ năm nay bác đi ra đường bác chết còn thấp hơn cháu kia cho bác. Có nên giải thích như thế không ạ? Thấp hơn, tức là nguy cơ đi ra đường thì chết của bác còn cao hơn cái chuyện lần này cháu tiêm cho bác trong năm tới này, đúng không ạ? Nên chứ tất nhiên là đừng có nói như thế, nhưng mà chúng ta có thể lấy ví dụ cho người ta để người ta hiểu. Thế nhưng vì sao giờ lại quay lại tại sao mà học về kháng sinh có ai phải bắt các bạn học mấy cái tỷ lệ này không ạ? Không có, là vì đây là pha chẩn đoán ở trong y. Mà pha chẩn đoán trong y mà nguyên tắc để xảy ra chết bệnh nhân thì là một cái gì tối kỵ. Pha điều trị có nghĩa là không tránh được nữa, các bạn buộc phải điều trị bệnh nhân, không điều trị thì chết, thì người ta chết cũng không sao. Mổ mà chết thì có bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ là bạn nghe tim nghe phổi mà người ta chết thì có nặng không ạ? Rất là nặng nề. Cái tương tự thế thôi, đây pha này hoàn toàn là pha chẩn đoán. Mà các bạn đã làm chết một cái bệnh nhân, có khi người ta chỉ bị một cái sỏi bí mật, người ta bị một cái đau bụng vớ vẩn mà bây giờ tiêm vào người ta chết, thì cái hậu quả rất là nề. Vì thế người ta nhấn mạnh cái chuyện này, chứ không phải là vì tỷ lệ chết, tỷ lệ dị ứng nó cao, mà chỉ là vì cái pha này là pha chẩn đoán không được sơ xuất. Bây giờ để tránh cái tai biến của thuốc cản quang thì chúng ta sẽ phải phòng bằng cách chúng tôi hỏi tiền sử thôi. Tiền sử thì rất dễ, các bạn nhớ cái slide chống chỉ định cái gì thì tôi hỏi tiền sử cái đấy, rất dễ. Trong đó lưu ý về tiền sử của dị ứng, các bệnh lý phối hợp. Tiêm thuốc thì gì ạ? Có tiền thì tôi chọn thuốc tốt. Thứ hai là bệnh nhân phải nằm ở tư thế thoải mái khi tiêm, cái này hiển nhiên rồi, chụp cho cái ngày nó vẫn nặng toàn là cái thế nằm thôi. Cái lưu kim là cái quy trình bắt buộc, đúng không ạ? Mà khi có tai biến rồi nhẹ thì vẫn phải dừng tiêm và theo dõi trong vòng 15 phút. Và thực ra thì trong các cái phòng chụp có tiêm thuốc cản quang bao giờ cũng có cái gì ạ? Quy trình chống sốc, bộ chống sốc. Thế còn nếu chẳng may các bạn phòng rồi nó vẫn có phản ứng thì người ta chia ra mấy nhóm phản ứng mức độ nhẹ, tức là bệnh nhân chưa rõ ràng triệu chứng của phản ứng dị ứng,
tức là mới chỉ có nôn, buồn nôn, cảm giác nóng rồi ngứa rồi ho chút, thì thông thường cái này chẳng làm gì cả. Bảo bệnh nhân là nằm im, hít thở sâu đều, là nằm một tí tự người ta hết, người ta bình tĩnh người ta hết. Thế còn nếu mà bệnh nhân vì không phải dị ứng nhưng mà do có triệu chứng mà người ta hoảng sợ, người ta dẫn đến tình trạng thích thích rồi gọi là la hét dãy rủa, thì chúng ta có thể dùng các cái an thần được tiêm. Tuy nhiên thực tế hành nghề của tôi không bao giờ dùng cái này đâu. Phản ứng dị ứng ở mức độ vừa có nghĩa là biểu hiện chủ yếu ở da và niêm mạc nhưng không gây ảnh hưởng đến các chức năng sống của bệnh nhân, ví dụ như là phù tại chỗ, phù toàn thân, ngứa nổi mẩn,